Chị ơi vào ăn cơm đi, sao chị ngồi đây? Sao ngồi đây? Đi vào ăn cơm bạn ơi. Đừng có ăn cơm đâu. Thôi chị. Bây giờ bạn phải suy nghĩ chứ. Bây giờ phải lo cho đứa con trong bụng bạn chứ. Bạn không ăn làm sao mà con các bạn có gì mà có sức được. Con trong bụng bạn ấy thì có lo không? Ôi Thư, đi vào ăn cơm đi. Chị vào ăn cơm bây đi chị. Bây giờ phải ăn uống và phải lo cho cái bầu chứ. Bây giờ không ăn thì làm sao mà được. Đấy, bây giờ... Còn chuyện thằng Kiên thì chắc là rồi dần dần một ngày, hai ngày rồi là nó cũng về thôi. Em bé nói chung xong này ảnh hưởng đấy. Đúng rồi chị ạ. Không này. Thôi ăn đi. Ôi chị ra ăn đi chị ạ. Ráng ăn đi một hai miếng vào. Ô, ăn cơm à? Mày còn em gì? Ha ha. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Tao sang đây báo tin vui cho chúng mày biết thì thằng kia thì nó không bao giờ nó về được đâu. Thôi chúng mày chuẩn bị rồi. Chúng mày xin hai đứa đấy, hai đứa giúp tôi. Bà đừng khóc lóc ở đây. Tôi cũng bảo bà luôn này, tôi vừa lên công an cũng bảo tôi rồi. Thằng Kiên cái tuổi của nó như thế, tuổi xuống. Bây giờ bác đi gọn cơm thôi. Rồi bác gọn cơm. Rồi để cháu bưng phụ bác nhá. Ôi để bác bưng cho, bác bưng thì mình ấy nên ăn cơm với bác nhá. Vâng vâng. Cơm cho vui. Bây giờ thì cứ lo đi, không suy nghĩ nhiều bác. Ôi trời ơi, bây giờ mà không suy nghĩ làm sao mà được. Bây giờ thằng Kiên ở trên nhà trên kia rồi mà nó có được ăn uống cái gì đâu. Bây giờ không suy nghĩ làm sao mà được. Bây giờ ai cũng lo mà bác, ai cũng lo cho Kiên mà bác. Mà bác biết là no rồi nhưng mà bây giờ nó ở trên đấy nhà ta không cho ăn cái gì đâu. Mà nhà ta nhốt nó từ hôm qua hôm nay, bác đang no là không biết được ăn cái gì và mồm không cơm. Giờ bố cháu cũng lo cho anh Kiên, không biết anh Kiên ăn được ăn gì chưa. Có để chỗ giải chiếu bác ạ. Anh giải chiếu đi anh. Giải chiếu ra bác cháu mình ăn cơm rồi xem thì xong thì xem như thế nào. Bác cũng sốt ruột lắm cơ. Giải chiếu. Dài nữa được không? Rồi anh biết vào gọi chị Thư đi, anh biết. Này. Xem Thư đâu, xem là gọi Thư về về ăn cơm đi. Ủa, chị Thư đâu rồi? Thư có đây. Sao? Thư đâu nhỉ? Ủa chị Thư đâu? Thư đâu nhỉ? Chỗ thì xem mà. Thư đâu? Thư gọi xem gọi Thư. Thư ngồi ngoài đi cơ. Ủa, sao chị Thư ngồi đây? Chị ăn cơm. Chị ơi. Thư ơi. Chị ơi vào ăn cơm đi, sao chị ngồi đây? Ngồi đây. Đi vào ăn cơm bạn ơi. Đừng có ăn cơm đâu. Thôi chị. Bây giờ bạn phải suy nghĩ chứ. Bây giờ phải lo cho đứa con trong bụng bạn chứ. Bạn không ăn làm sao mà con các bạn có gì mà có sức được. Đúng rồi chị cố gắng ăn đi chị. Bạn không phải suy nghĩ gì đâu, đừng có khóc nữa. Nhưng mà bây giờ tôi chán lắm, tôi chả muốn ăn gì cả. Bạn làm gì có tâm trí gì mà ăn nữa hả bạn? Ôi bạn không phải lo đâu. Kiên đi, đi một hai ngày là về thôi mà. Mai kia Kiên về rồi. Thôi chị cố gắng ăn đi. Tớ không phải chờ con đâu mà tớ không biết nó tình trạng của chồng tớ như thế nào. Ôi bạn đi vào ăn cơm đi, bạn phải hiểu là bây giờ bạn phải ăn cơm, bây giờ con ở trong bụng này nó đói. Bạn không ăn thì con đói thì làm sao được. Bây giờ bạn phải hiểu đấy, ăn để lấy sức để cho con chứ. Chị ngoan lên là... Giờ thôi bạn nghe lời tớ đi vào ăn cơm đi. Bây giờ chồng tớ không biết là ăn uống gì chưa. Tớ ăn uống thì còn... Bây giờ bạn cứ buồn như này, Kiên mà biết được, Kiên có lo cho bạn với là con ấy. Đúng chị ạ. Bạn bây giờ không có Kiên ở đây rồi, bạn phải cố gắng lên chứ. Cố gắng lo cho con chứ, bây giờ bạn cứ như này. Bây giờ bạn buồn chán, bạn có giải quyết được không? Giải quyết được gì không? Con trong bụng bạn ấy, thì có lo không? Thôi Thư, đi vào ăn cơm đi. Chị vào ăn cơm đi chị. Bây giờ phải ăn uống và phải lo cho cái bầu chứ, bây giờ không ăn thì làm sao mà được. Đấy, bây giờ... Còn chuyện thằng Kiên thì chắc là rồi dần dần một ngày, hai ngày rồi là nó cũng về thôi. Thôi đi vào ăn cơm đi. Thôi chị đừng có lo nhiều. Con ăn rồi, con no rồi, mẹ cứ vào đi. Thôi chị vào ăn cơm đi. Đi vào ăn cơm đi. Bây giờ phải nghĩ cái bầu chứ làm sao mà ngồi đây mà khóc lóc làm sao mà được. Đi đứng lên, 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 đ
giờ mình phải lo cho con của mình trong bụng chứ. Bạn không ăn thì phải nghĩ cho con trong bụng mình này. Bây giờ chị cũng là không giải quyết được vấn đề đâu chị ạ. Bây giờ việc nó đã xảy ra rồi, bây giờ lo cũng không được, bây giờ phải nghĩ đến cái bầu. Ăn uống vào. Ăn uống vào đừng có buồn chán nữa, bây giờ bạn buồn giải quyết được đâu. Cứ suốt ngày nhịn cơm thôi. Con đừng nghĩ đến anh Kiên, con lại buồn nữa. Thôi chị đừng cho anh không biết là được ăn uống gì chưa, không biết là sức khỏe như thế nào. Thôi chị đừng suy nghĩ nhiều quá chị ạ. Lo thì cũng lo rồi, nhưng bây giờ việc nó đã xảy ra như thế rồi. Bây giờ cũng phải nghĩ cho cái bầu ở trong mình phải ăn uống vào chứ. Thôi bác với lại Thư ăn đi, Thư ăn đi. Chứ suốt này như thế, buồn như thế, bọn tớ hết tìm cách để giải quyết. Đúng rồi, chị ăn, cố ăn đi chị ạ. Một hai ngày nữa rồi bọn biết bên là nó vừa nói chuyện với mẹ là nó để nó cho vay một ít tiền. Rồi lên nói chuyện công an rồi người ta cũng giải quyết cho Kiên về thôi. Đúng rồi, bây giờ cứ có tiền là được mà lại bạn không phải suy nghĩ gì đâu. Bây giờ thôi ăn đi, ăn đi. Chỉ ra hàng chút đi chị ạ. Một hai miếng vào. Đây đùa đây ăn đi, đây, ăn đi cho gì đi. Phải nghĩ cái bầu cho em bé chứ bây giờ cứ không ăn làm sao mà được. Thật. Ăn đi bíp bầu bì như này rồi, bây giờ phải ăn uống vào. Bây giờ mình bạn phải hiểu là bạn không ăn ấy, con trong bạn bụng trong bạn cũng đói phải hiểu không? Chứ còn gì nữa, bây giờ về nghĩ cái bầu chứ còn cho anh nghĩ cho em bé chứ. Cứ buồn chán này, nói chung là bầu em bé nói chung sau này ảnh hưởng đấy. Đúng rồi chị ạ. Buồn không này, thôi ăn đi. Thôi chị ra ăn đi chị ạ. Ăn đi một hai miếng vào. Ăn cơm ạ. Ăn đi. Giúp em ăn cơm. Vâng, bác ăn đi ạ. Chúc mừng bác. Cô ăn cơm à? Mày còn em gì? Ha Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Mày sao đi làm gì nữa? Sao sau này báo tin vui cho chúng mày biết thì thằng Kiên thì nó không bao giờ nó về được đâu. Thôi đùa chứ. Rồi. Chúng mày xin hai đứa đấy, hai đứa giúp tôi bỏ ra. Bà đừng khóc lóc ở đây. Tôi cũng bảo bà luôn này, tôi vừa lên công an cũng bảo tôi rồi. Thằng Kiên cái tội của nó như thế, tội xúc phạm vợ tôi, nó không bao giờ nó ra được đâu. Đi tù 5 năm nhá. Thôi đừng chờ nữa. Bây giờ chị Thư nói thế là bằng suy nghĩ đi. Cháu phải nghĩ cho cái Thư. Cho chị cháu. Bây giờ bác cũng phải biết chị, nhưng mà chị dù của cháu thật, nhưng mà chị cháu làm đối với vợ cháu như thế cháu không hài lòng. Cháu như thế, cháu đối xử như thế là đúng rồi. Ôi Dũng ơi, tao xin mày đấy, bây giờ bây giờ mày nghĩ cho mày bầu này, chị đang bầu ở đây. Hôm qua mày cặp phê thích sẵn đánh tao không? Không. Thích tao mặt không? Là mặt kinh đâu qua dám đánh em mà. Là mặt cái gì? Là mặt kinh đấy. Sẵn đánh em đó là cái gì? Hôm qua mày thích đánh tao không? Ôi kìa, bọn này thế mà em. Thôi Dũng ơi, bây giờ nó không biết gì bác nói rồi, nhưng mà nó nói. Ôi bác ạ. Bọn tôi biết sai Dũng ơi. Bỏ qua cho đi, để cho anh kia đánh về đi. Bây giờ cháu là thật bác. Đưa đây đang mang bầu như này. Bây giờ chuyện nào xảy giải quyết cho xong luôn chuyện đấy luôn. Cháu thưa chị Thư ạ. Cháu định rút đơn kiện nhưng mà bọn chó này hôm qua sang đánh cháu này rồi. Thôi, cháu chị luôn. Chị sẽ xử lý bọn này, còn bây giờ rồi. Em thương chị, em thương cháu. Cháu ơi, em thương chị em. Bây giờ chị Thư xin thế rồi, suy nghĩ là gì? Mày tấn công bọn tao, mày đánh tao rồi. Xin lỗi nhưng mà bạn hiểu là bây giờ chị gái bạn đi, bây giờ từ hôm kia đến bắt đi mấy ngày này Thư không ăn uống gì cả, cứ khóc suốt. Bây giờ bạn phải xương cháu bạn chứ. Đúng rồi. Khóc lóc làm gì, có được cái gì đâu, nó có ra đâu mà khóc làm gì. Sao bạn đối xử với chị bạn như thế? Thương đi cháu chứ. Tôi biết là tôi thương. Nhưng bông qua vợ chồng mình thì rút, nhưng mà cái bọn này nó lại thích thế. Thôi để bác. Lật mặt nó vừa thôi, bây giờ nó lật mặt lại rồi thì thôi. Đừng mà kiểu ăn vạ như thế, đừng kiểu ba mặt như thế. Bọn này về chị sẽ chửi bọt chúng nó. Bọn tôi làm sai. Bọn bác cho nó làm gì bọn em nữa. Chửi được cái gì? Bọn tôi làm sai thì tôi biết, nhưng mà Thư với Kiên đều là anh rể chị gái của bạn. Bạn sao qua mày? Mày si không được ra ngoài, mày đánh tao, mày cả vây đánh tao mà. Sao mày lật mặt thế? Thôi, bây giờ đừng buồn gì nữa. Thôi tối nay bác bắt bọn này sang xin lỗi cho các cháu. Xin lỗi không được cái gì đâu, bạn đừng có xin lỗi. Chịu khó mà gánh hậu quả đi. Thế thôi, làm đối xử với vợ tao như nào thì hậu quả như thế thôi. Không anh đâu, bạn bảo nó ra đây, tớ bắt nó phải xin lỗi. Dũng không? Cơm à? Cho nó xong đi bạn. Xin lỗi gì bây giờ, tôi xin lỗi không muộn rồi. Này Dũng, thế... Cơm à? Ăn cơm vài miếng thịt này, ai làm sao được? Chúng mày chịu gì, chúng mày chịu mua gì mà cho bà Thư ăn này đấy. Bà Thư ăn bỏ chúng mày ăn được gì đấy. Thôi bây giờ cháu hai đứa phải thương chị Thư. Đúng rồi, phải thương chị Thư chứ. Đi về nhà tôi cho chị ăn đầy đủ luôn. Mấy bọn này có trách nhiệm nuôi không? Thôi bọn ở đây mấy ngày hôm nay chẳng ăn uống gì. Nhưng mà nuôi kiểu đéo gì. Ăn có vài miếng thịt mỡ này mình đéo đủ chất. Thế mà lúc nào kêu bảo tôi chịu trách nhiệm nuôi bà Thư này kia. Đúng rồi. Chúng mày làm em như thế à? Nhưng mà ở đây mà nuôi bà Thư không đàng hoàng ấy thì sang kia. Bà Thư về kia tôi nuôi. Thôi bây giờ nhà Kiên Thư đi. Thư về ở đây bên này chứ. Ờ nhưng mà bà xem bà nuôi chị tôi như này à?
Em ơi không phải như thế, bây giờ nhà chị ăn uống rất là đầy đủ. Tại chị chán chị không ăn. Bây giờ vì ai? Vì ai mà như thế? Thôi bây giờ chị mới xin hai đứa em là hai đứa em thương chị, thương cháu. Bây giờ chị thương xin đến thế rồi, chị nghĩ lại đi chứ. Xin mất lần này gần cuối cùng thôi, Ngọc ơi. Mấy ngày hôm nay chị bỏ ra đi. Uống gì cả. Đúng rồi. Dùng bằng nói xấu với chị bạn như thế à hả? Cho anh tôi như một tuần thôi. Phải thương chị đúng một lần thôi. Từ xưa giờ chị xưa bao giờ chị xin mày cái gì? Dạ thương chị, ai thương em? Bây giờ đối xử với em như thế ai thương? Bây giờ nổi để tình chị tư. Mày bỏ tay cho tao, con mày đánh tao mày lật mặt cơ mà. Mày lật mặt nhanh thế. Tôi chịu khó đi thôi, mà chiều nay về trong nữa bác gọi mấy đứa sang xin lỗi hai đứa được chưa? Tôi chẳng cần cái lời xin lỗi, lời xin lỗi gì cũng chẳng cần. Xin lỗi quá muộn rồi. Xin lỗi bây giờ nói chung là thời gian giờ nó quá muộn rồi. Giờ em cần điều kiện cái gì chị đã cũng hết cho chúng em. Nói chung là em chẳng cần cái gì kẹt sổ đỏ chị không cần nữa. Bây giờ chị không cần cái gì cả. Bây giờ bọn em muốn cái gì cũng được chị cho. Em chẳng cần gì cả, tiền lông vợ chồng em không thiếu. Ngồi. Bây giờ chị thương xin thế mà cũng... Thôi em không chết đói vì cái đồng tiền của chị mà phải chết đói. Với chẳng cần cái gì cả, chỉ cần tất cả bọn này đi tù hết. Và thằng kia đi tù thế thôi. Thôi bây giờ nếu mà thằng kia đi tù thế chứ kia là anh rể mà Thư là chị gái đây. Sao lúc đấy nó kêu là không biết gì nữa, không anh em gì nữa. Thôi. Thì bây giờ vẫn thế. Bây giờ bạn về suy nghĩ lại đi Dũng à. Chẳng suy nghĩ cả, đi tù hết đi. Thôi chị ơi, chị ơi. Chị Thư ơi. Thư ngất rồi. Đây chị Thư đi. Đưa đi cấp cứu anh ạ. Chị ơi, đi xem cô quay che đâu rồi. Quay che rồi, bắt cái bà lên thay quay che rồi. Bà bên gọi điện đưa. Ôi thôi, tôi muốn khốn nạn chứ không. Bây giờ chắc đây mẹ xin không được. Bây giờ tự đói lả mấy ngày nay không được ăn gì. Giờ chị Thư nhìn mấy bên này giờ chị ngất luôn rồi. Bà gọi đi bác ơi. Quay che để cho đi cấp cứu xem như nào đây này. Đấy. Mấy ngày Thư nhịn đói không ăn lo cho kiểu. Bác gọi gấp đi bác ơi. Ừ, bác đang gọi đây. Anh ơi, cháu đến nhà bác Cúc ở đội 18 xong là chở con dâu bác đi. Bác đến luôn đi bác ơi. Đi lên viện cái. Bác bảo đến luôn bác ơi. Luôn bác. Đến nhanh đi nhá. Ôi giời ơi. Chị Thư ơi. Nói mấy ngày rồi. Ăn uống không ăn uống gì nói rồi mà cũng bây giờ chuyện nó như thế rồi cứ có bầu có bì rồi mà ăn uống phải cho con không chịu.